Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại trò Playano Battleground, nhưng mà mình sẽ đi vào server test và mình chơi thử chế độ sa mạc mới ra, map sa mạc mới ra chứ. Thì mình cũng vừa mới chơi thử một trận rồi, xui thì được cái top 3 thôi, ăn hên. Với lại thì coi thì trận này không biết sao thôi chứ. Cái trận đầu mình chơi á, thì cái cảm giác là nó khá là mượt. Nó không có như bản kia. Bản kia nó giật đủ kiểu hết, nhưng mà qua bản này thì nó trơn tru luôn. Thậm chí nó rất ít khi nó bị giật hoặc là tuột FPS ấy. Nếu mà có giật thì có thể là do mạng của mình thôi, tại vì mạng mình mấy bữa nay nó hơi yếu. Sao chưa vô trận mà nghe mấy tiếng lộc độc độc vậy thế? Thôi, chào đây. Máy mới vào. Cái khu bãi đáp cũng mới hả? Mấy thành niên. Dạo lên đây. Ấy. Lúc vô máy bay nó cũng không có chật nhiều nữa. Cũng bờ kia được rồi. FPS trên đây nó nếu như ổn định đối với mình thì là từ 40 trở lên nó ổn định rồi. 30 thì nó lag, nó hơi lag quá. 30 dành cho mấy game là offline. Ấy chà. Đáp rồi ta. Đây đi ha. Nghe đường đi của mình luôn. Anh thấy không? Cảm giác nó nhảy xuống nó không có, nó đỡ giật. Ok, ta xuống nào. Ờ đợt. Phải qua bên kia đi. Cút bên kia. Chờ khu đó bự mà có mình nó à. Ghê. Yeah. Nữa, giật giật cái mạng này. Lụm đồ cũng lên luôn. Phải mạng. Đó là lý do tại sao mà mình không có tập cái kiểu mà kéo kéo đạn vô kiểu gì được nè. Mạng lát quá nhiều lúc. Chợt có thêm KK nữa nè. Kiếm ba lô cái. AK nhiều thế. Chẳng chứ kiếm loại cổ không ra KK. Thế đó. Thì kiếm cái ba lô với cái dép. Ôi trời. Bỏ vô trong rồi. Nó. Súng mới kìa. Lục mới. Làm cây vô hắn chơi. Vô phát đèn ra đi. Sao tiếng súng nó gần thế? Ta. Ok. Balo. Một mới nữa. Bắn cái lục kia đi, lục này chắc nó giống như cái cây Vionno. Làm mình nhớ tới Warface không có cây nào giống giống vậy nè. Nhiều thế. 36 gì.
642 rồi. Thêm tính toán ghê. Ơ nhưng mà cái nhiệm vụ của mình là đi vô đây kiếm ba lô mà tự nhiên mình chạy đâu. Kìa nó lụm đại. Có đứa nào ở đây hả? Tự nhiên cái đàn chính của mình mất tiêu hết trơn rồi. Có ba lô ta. Thì mình phải chạy đúng không? Có xe không ta? Ở đây cái chiếc bất kỳ rồi kia. Đây có xe tải luôn nè, xe mới nè. Nghe địch có dép, địch có ba lô. Chiều này bo chắc vô chắc cũng sâu lắm á. Tiếng xe thì hả? Ê ê ê này nhá, thấy không, nãy mình nhớ mà tự nhiên cái kỷ lục của mình là như nó mất tiêu đạn chính hết. Quay lại bắt đầu rồi ta. Bắn cũng dính đi chứ, đúng ngu luôn. Nào thì mình phải vào bo để mình chạy ngược đường. Map này không có xe 4 chỗ. Cảm giác quay quay đi nó không bị tụt FPS nhiều hết. Bên kia quay quay mặt trời cái. Ui, hết hồn. Nhà này mình nghi ngờ quá. Có ai không? Biết mà. Nghi có người. Đúng rồi, có người vô. Thôi cũng hy vọng nó chừa lại cho mình cái ba lô với cái giáp một. Cái gì đây? Kẹt đó. Mày không chừa tao cái gì luôn à?
Chết mẹ, vào đây. Vào trong kia chứ ta. Vào đi con. Vào đấy. Xe ở đâu rồi ta? Nghe ngóng tình hình coi. Mày nhắc xong mày cũng vào đi. Còn đâu không ta? Nó còn đây không ta? Hay nó đi đâu rồi? Leo lên. Vào xe đi con. Chết với bố mày. Mà ở đây sợ có thằng nào nó đứng trên nóc cao nào thấy mình nó bắn mình sao. Mày nhắm xe được không ta? Được. Ở đâu được? Đây có cái dấu đỏ ở đây là không bắn được. Nó đâu ta? Sợ nó đứng bên nhà bên kia thì chứ thằng này ra xe đi nè. Hai đứa, hai đứa núp, hai đứa là không ổn. Một đứa ở dưới nhà, một đứa bên kia. Bỏ đâu ta? Ở ngay mình luôn mà.
Thằng kia. Đó, 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 có bắn lộn, có bắn lộn. Đợi nó giết thằng kia. Đây, trong nhà. Còn thằng nữa. Where are you? Chết mẹ. Không ổn, không ổn. No good. Bơm rồi. Ủa mẹ ơi. Chết. Chào cái tiếng kìa. Ôi, nữa hả? Thằng còn lại chắc chắn nó phải ở bên nhà bên kia. Withdraw cũng cần thiết lắm. Đây. Nãy giờ có cái xe bị vụ mà vụ quá trời vụ luôn. Ba lô, ba lô, ba lô. Của hai giống mình mà. Ít ra có cái dép. Xin vào mà không biết giữ đồ trời. Nghe cả hết mẻ đen rồi.
Xui. Hay quá. Giờ gắn cấp 8 thì kỳ nào giờ? À. Xe này sắp hư mẹ nó rồi. Chứ ra giờ nó giúp mình đi được mấy đoạn nữa đi. Mà tiền thắng xe đã đi. Có cái bên này. Mình quên là cái cây A16 này là nó không gắn được cái 8 nữa. Vô bòi đúng không? Ném chết nó. Bò thì thương mình đó, nhưng mà mình có biết tự lo cho mình hay không không? Đây, nó bắn chết này đây. Giảm thanh nghe đã. Không thấy mình đâu. Có giảm thanh thì nó sẽ không biết vị trí của mình. Đeo cái súng nhắm tức thiệt. Núp ở trên đây trước đi rồi chút nữa vào bo.
Tự vô. Đây. Nút chì. Chợt bo lại thương mình nữa. Máu biết mà có nè. Thằng này có ca nè. Không có nồng. Giữ cái đỉnh này. Bảy đứa. Ủa. Bắt đầu lấy xe vô. Đi vô. Ngon. 5/15 ơi. Cái tiếng ca ở đâu gần đây lắm luôn à. Mà đạn rớt dữ lắm, không bắn đâu. Mình cố thủ cái đỉnh này chứ. Địt mẹ, xuống dưới. Thấy mình chưa? Có ai thấy mình không? Có ai nghe thấy tôi làm gì không? Bắn bay mũ nữa.
đứng ngay dòng tử của nó luôn rồi. Mình sẽ bị sắn sau lưng chắc luôn. Xuống, ngồi xuống. Bên đây, bên đây, bên đây. Còn hai thằng, thằng đây nữa. Nó thấy mình rồi, nằm xuống. Chết đi, bắn, tụi bay bắn nhau đi, nhanh lên. Chạy bò. Nó đang để ý thằng kia đúng không? Hay để ý mình? Lần chạy xe chứ. Chết mẹ. Vãi nè, dây vãi. Bò ngay tao mà mày phải chạy lên. Lên đây. Thành đúc rồi. Hả? Lị vẫn mặc với anh. Nói chung là trận này nó bao hên luôn mấy bạn. Bao hên luôn. Tại cái thằng này nó dây quá á. Nó tới hồi cuối luôn chị xây ra nó vãi cực kỳ. Ok, ngon. Top 1. À, vừa mới gọi là test game trận 2 và đã top 1. Thì mình lưu mấy cái highlight lại một cái. Hai trận. À, xin lỗi em, tại mình đang bị bệnh. Nói chung là nó lúc mà nó mượt á, cái mọi thứ nó mượt á, các bạn bắn nó dễ lắm thiệt luôn. Ê mấy bạn thấy không, bê này nó không lên nữa luôn. Thôi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye.